Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình là Ren. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau review Mr. Lin Level 88 rồi và 521 ngày lần tôi nhập là vào ngày 13 tháng 3 năm 2022. 512 512 à? 512 là 500 300 là hơn một năm rồi, một năm rưỡi. Và bạn này thì có nạp đến lock 7 17.972 pha lê. 17.972 cũng khá là nhiều đúng không? 333 là 9, 34, 12, 35, 15, 36, 18. Vậy là bạn ấy có nạp ở đây khoảng tầm độ 8 triệu. 8 triệu 8 triệu thì có phải là well không? Có phải không ta? 500 mấy ngày, 500 mấy ngày thì chơi cũng khá là ok. Thì chắc là bạn ấy sẽ có khá là nhiều nhân vật full gear. Vậy là thì cũng có nạp chứ không phải là một thanh niên nông dân không đồng đó. Ok, và ở đây thì mình thấy bạn ấy còn thiếu rất là ít Valkyria nữa thôi. Mặc dù là mới chơi được có 500 mấy ngày nhưng mà bạn ấy đã sở hữu được rất là nhiều Valkyria. Ở đây thì có một số nhân vật chẳng hạn như là Mobius, Palatinus. Không, thật sự ở trong này những Valkyria đang ở trong GS cộng cũng như kiểu là trong beta thì bạn này gần như là đều đã có hết rồi đó. Xin chào các bạn, nếu như bạn là một newbie hoặc một người chơi lâu năm muốn mua hoặc nhận lại Arc Game Honkai Impact thì đây chính là giải pháp. Like Arc, một trang web mua bán và nạp game uy tín tại Việt Nam. Mình có để thông tin và đường link liên hệ dưới phần mô tả của video nhé. Ok, vậy thì chúng ta sẽ show từ team, show từ team đi. Đầu tiên thì sẽ là team vật lý. Nhiều vậy. Ở đây thì bạn ấy còn thiếu 3 nhân vật nữa thôi là BKE này với lại PE. Hai nhân vật đấy thì bây giờ cũng không cần quan tâm nhiều lắm. Tốt nhất là không, tốt nhất là đâu luôn đâu. Mọi người đừng để ý. Chúng ta sẽ chỉ để ý đến những nhân vật chẳng hạn như kiểu là Susanna, Grisel này, Elysia, Prometheus với lại Dream. Chúng ta bắt đầu kẹt phía rồi đấy. Ở đây thì bạn ấy có cả Hurtur, bạn ấy có cả hai là Hurtur Reverse lẫn Hurtur Sentinel luôn. Đâu để xem nhá. Đầu tiên thì là Susanna. Susanna tấn công 1381 này, có cây trần level 50. Cái gì đấy? Lucius, cái gì? Bloom Aladdin full set rồi. Không biết là bạn ấy có thừa được ra cái set Aladdin nào không. Sẽ thấy lắp bó gì đây? Không, hình như là không có. Có mỗi một set thôi, full set gear rồi. Rồi ok, một Valkyra tấn công 1381. Và bạn này, bạn ấy thì level đã đột phá siêu hạn lên level 88 rồi. Đó. Skill cộng 107 SSS Grisel. Grisel SSS tấn công 166 Elysia Astra và cũng không có Kazene. Elysia vật lý SSS tấn công 1211. Không có cả người thơ tình. Wow. Gì đâu? Gì đấy sẽ có top. Hình như là bạn này không có Elysia G4 cho nên là đang lắp tạm cái top mid cấp kha. Ok, vừa nãy thì sâu đến Susanna, tiếp theo thì là Grisel. Grisel thì bạn ấy không có Katsune, cũng không có cái gì cả. Ở đấy thì với lại đấy này thì cũng đang ở level 88 mất rồi. Thế thì Grisel bạn ấy cầm gì? Bạn ấy cầm Tugenia á? What the f. Thì sẽ được cầm Tugenia, có thể lắp top kẹo mid May và bot new. Thì nhìn thanh niên này còn không có cả cái bot new nào luôn. Chơi game 500 ngày mà không có bot new. Thật sự là bây giờ cái set top kẹo mid May bot new ấy, nó là một cái set support rất là hữu dụng. À, nó không phải hữu dụng mà nó rất là đa dụng. Mọi người có thể lắp cho bất kỳ Valkyra SP nào cũng được. Đó, cứ lục chỗ nào thì mình nhét chỗ đấy, cứ thừa chỗ nào là mình đâm vào chỗ đấy. Ok. Đó, rất là... Wow, có lẽ mình sâu qua rồi không? TA, ok, Prometheus thì 27 trên 100 mảnh. Ở mức rank 2S. Trấn vào full set Dr. May, một Valkyra quốc dân, full gear. SP cũng khá là ổn. Tiếp theo thì bạn ấy đã roll được ra Dream Weaver, tấn công 1355 này. Trấn level 65 và... Top Boss Columbus và lắp Mid Blank. Tại sao lại lắp Columbus này đâu mình xem nào. Sức thương vật lý tăng 20% sau khi cộng dồn tấn công nhánh chống đầy trong 4 giây, bạo của nhân vật tăng 30%. Tấn công nhánh hả? Nhân vật này có nhánh không? Nhân vật này dùng dồn lực
Nhân vật này là sử dụng dồn lực nhau, mọi người nhớ để ý là dồn lực khác và nhánh khác nha. Không được dùng chung đâu, cũng không được, nó không giống là nhau đâu. Xem nào. Tỷ lệ bạo tăng 15%, tấn công liên tục một tên địch và chỉ trúng một tên địch mỗi lần tấn công, sát thương vật lý tăng 3%, tối đa 15%. Skill set thì sau khi tấn công dồn, sau khi dồn lực tấn công trúng mục tiêu. Ủa sau cái top thì là nhánh. Ốp. Sau khi dồn lực tấn công đánh trúng. Xin lỗi. Thôi coi như mọi người chưa nghe cái gì nhé. Ok, cũng khá là ổn rồi khi bạn này nhớ. Nếu như mà cái này là set 3 món thì sẽ chỉ áp dụng cho Asuka. Ok, top boss Columbus và Mid Blank. Mid Blank thì sát thương vật lý do công thường gồm dồn lực và nhánh tạo ra tăng 50%, sát thương vật lý tăng 72%. Sau khi bị đánh trúng, khi bị đánh trúng sát thương vật lý của sát thương vật lý do công thường tạo ra tăng 51%, khi bị đánh trúng sát thương vật lý tăng 72%. Là sao? Sụt lượng tử, sụp đổ lượng tử. Là sao ta? Ủa mình đọc xong mình không hiểu đấy. Nhưng mà được cái là vỗ tay cho cái thiết kế của set blank. Cái design của cái set này đẹp vãi. Váy hơi ngắn nhá. À không, váy dài nhưng mà bộ này thật sự rất là đẹp. Blank có màu tóc xanh giống như là của Mobius. Cái váy thì rất là basic nhưng mà lại đẹp. Đó, ui, Blank mà được cho vào gameplay thì tốt nhưng mà có cái quần đùi. Columbus. Ok. Do là bạn ấy không có đồ nên là bạn ấy mới phải lắp cái set này. Còn nếu mà chuẩn hơn thì mình có thể lắp vào top Elysia và mid đen là sẽ rất là ngon. Chấn level 65 luôn. Đây là cây thương. Đây là cây thương duy nhất của game tính đến thời điểm hiện tại. Đó, cho nên là The Rune Weaver là một Vagina cực kỳ là thiếu đồ. Bởi vì đây là một nhân vật có duy nhất sử dụng thương trong tất cả nhân vật của Honkai. Đó. Trước kia thì chúng ta có cây nguyệt đao nhưng bây giờ thì rất là nhiều Valkyra sử dụng nguyệt đao, cho nên là có thể lắp bừa nhiều Susanna, lắp đồ của Demel thì cũng khá là ok. Hoặc là sắp tới thì chúng ta có Siri, bạn nào không đội ra chấn của Siri thì có thể hoàn toàn là cầm những cây khác, biết là cây đấy thì nó rắc vàng rồi, lắp cây nào cũng được. Ok, tiếp theo thì là Urgent Rebirth, tấn công 1161, chấn level 55 và bạn ấy hình như là không có gear nên là đang phải lắp Full Set Broken Sword rồi. Không có kia có mấy cây chấn không, lắp Broken Sword. Ok, hơi chơi xem tiền thì ở mức lên S2 đang cầm cây DC Comics full set kiếm gãy và S2 hả? S2 thì hồi SP có vẻ là hơi đuối đấy, đâu để chúng ta sẽ thử xếp team. Còn lại những nhân vật còn lại thì không có một nhân vật nào đang trong meta cả, cho nên là những nhân vật này nuôi cho có, nuôi sẽ đẹp hơn, nuôi sẽ đứng cho nó đầy đủ, cho nó đất chật người đông nữa chứ thật sự không để làm cái gì cả. Ok nha, đầu tiên thì là support. Support thì bạn ấy nếu như đối với cái nick này thì mình nghĩ là cầm hơi từ Rebirth thì sẽ ok hơn đấy. Cầm hơi từ Rebirth và Full Set Bonus Sword và bạn ấy cũng đã có gear rồi. Prometheus full gear ở mức rank 2S. Gracile thì không có đồ nên là chắc là bạn ấy sẽ DPS thì bạn ấy sẽ có bên này. Nhưng bên này thì cũng có một cây chấn không, phải là 1 phần 4. Và Prometheus full gear hơi trời Rebirth thì cũng 1 phần 4. Vậy là sẽ chỉ có duy nhất một cái vật SP rank A là full gear thôi. Wow, cũng hơi nan giải nhờ. Và đây thì bạn ấy có Susanna. Susanna thì cũng full gear rồi. À không, à full gear. Nhưng mà Susanna thì đi với Prometheus có vẻ là không ổn. Cầm với lại Glacier thì sẽ ngon hơn. Thế thì mình nghĩ là như bạn ấy cầm hơi chờ không nhá, kiểu hơi The Reverse thì lắp full set bình thường ấy. Nếu như lắp hơi trừ xem tiền support cho Susanna thì mọi người sẽ cầm với lại set Doctor May của Prometheus. Nhưng mà hơi trừ Reverse thì lại không thương tương thích lắm. Mình nói là không tương thích lắm so khi mọi người lắp cái set Doctor May đấy mà mọi người sẽ phải lắp Full Set Broken Sword. Nhưng mà cái set kiếm gãy này thì nó lại không tương thích so với lại hơi Susanna. Cho nên là nếu như mọi người muốn cầm HORB support cho Susanna thì mọi người sẽ phải lắp cái set Sherlock Holmes. Đó, hoặc là sắp lắp thêm một set Aladdin nữa. Đau đầu rồi. Tự nhiên đau đầu vãi rồi. Vót
bốt giá con Susanna đi, bởi vì nó không có một vai support rank S nào ổn luôn đấy. Thậm chí là chúng ta có hơi chuẩn bị bớt vừa mới ra nhưng mà vẫn không thể sử dụng được set chân phái của nhân vật đấy luôn, mà phải lắp những cái set nó hỏi chấm. Vậy là nếu như mà sắp tới nhá, mi chó mà chuẩn bị cho thêm một Valkyra SP rank S support tụt máu riêng cho Susanna thì sẽ khá là ổn, nhưng mà thế thì nó chỉ dùng được cho mỗi team tụt máu thôi, team khác thì có dùng được đâu, lửa điện băng vật lý phá thiên không dùng được. Wow, cũng hơi năng giả nhỉ, tự nhiên đẻ ra một con SP tụt máu. Đấy không phải là một Valkyra duy nhất tụt máu, nó là con đầu tiên. Susanna là Valkyra đầu tiên là gây sát thương tụt máu, cho nên là có thể nói là búc bản đấy. Đó, sau đó thì vực thì nó ăn tới tận 45% sát thương tụt máu này, 45% sát thương tụt máu địch phải chịu nữa, vậy là tăng tới tận 90% sát thương tụt máu của Susanna gây ra. Sắp tới nhá, chúng ta có thêm cả Syrin nữa. Syrin thì sát thương gây ra nó lại là sát thương cháy nha mọi người, nó được xếp vào là sát thương cháy. Cho nên là nó sẽ ăn được thêm rất là nhiều buff từ vực cháy luôn. Đó, nó không phải là buff bật mà nó là kiểu như là buff quá đà ấy. Có thể là như thế. Sao ta? Tự nhiên thầy nói xong thấy hơi ngu ngu. Thấy hơi đần. Ok, thôi chúng ta sẽ show team băng trước khi đến với team lửa với team lôi. Team băng thì đầu tiên thì sẽ là hơi trực trước. Trước tấn công một người 326 này. Có cây trấn level sắt vàng rồi và bạn ấy cũng đã có full set Voronzha, full gear một vật Kera support cả hai nguyên tố, đó chính là lửa điện. Còn nếu như bạn nào full gear mà muốn nhân vật này đi làm DPS băng thì cũng được thôi, nhưng mà S0 thì chắc là hơi đuối đấy, phải SS trở lên sẽ còn hơn. Vì tôi thường đã bay hết rồi, tấn công 1333 này, trấn level 45 và full set thần trụ kiếm. Nhanh thế, sao mà đã lên được bay hết rồi. Bây giờ thì người ta sẽ dừng ở mức rank SS2 thôi hoặc là SS3 bây giờ nhé, đối với lại những bạn cày chay, đối với lại sao mặt bằng chung đấy. Tiếp theo thì là Calico, không có ghi, không có trấn, không có Pates. Kira, Kira thì bạn ấy draw được ra cây Starden rồi này, nhưng mà hình như là không có bất kỳ một mảnh Cecilia nào. Wow, vậy là bạn ấy roll một phát ra cây trấn luôn, phải gọi là xếp vào cái thứ hạng sao phải tu 8 kiếp mới được luôn đấy, bởi vì kiểu các bạn cũng biết thừa đấy, rôn chấn của Susanna nó rất là su cả na, nó rất là hãm lờ luôn, mà bạn này rôn được ra một phát ra chấn luôn, đúng kiểu bao nhiêu người mơ ước. Ok, con bé này nếu như mà không có kia thì mọi người có thể lắp Tregennia hoặc là lắp top mid Pates và bot Bonita đó, hoặc là lắp cái set này cũng khá là ok. Ủa nhưng con bé này có vật triệu hồi không ta? Vật triệu hồi hình như không có vật triệu hồi sao ấy? Bởi phải có vật triệu hồi thì mới sử dụng được cái set này. Không, nó vẫn dùng được, nhưng mà nếu như có vật triệu hồi thì nó sẽ dùng được nhiều hơn hay sao? Thôi nói chung là mình cũng không không có đảo đâu, mệt người á. Nói chung là dùng thì cứ dùng thôi. Đương nhiên là sẽ, ô, không cũng không có chấn luôn này. Hơi chơi human roll được ra mid bot Elysia Pristine rồi mà không được roll được ra cây kiệp thì go. Wow, đúng thằng ai hộp giữa thằng công hộp nào. Ở đây thì bạn ấy đã có lý tưởng SS rồi nhưng mà bé nào không có kia, xong rồi Kira thì có một cái chấn không, và ở đây thì kiếm ego cũng mèo có hơi chụp trước đâu, để xem là tim băng thì bạn ấy hơi chờ Arisen Eden of Star. Wow, cái Eden of Star này bạn ấy đang trong quá trình dắt vàng. Wow, em nhìn cute nhỉ, nhìn nó kiểu một cục ấy, khi mà dắt vàng lên mình thấy nó xấu vãi ò luôn. Bạn ấy đang lắp mid bot Ana. Ok, hơn Vision nhá. Hơn Vision là một Valkyra mình thấy khá là tiềm năng, có cây Eden of Star, và nếu như mọi người full set build lâu nữa ở mức rank SS trở lên thì là một Valkyra DPS băng khá là ổn áp. Còn đối với team băng, bạn ấy xếp team thì Lee Dugan SS full gear, Kira có trấn Tegelmir, nhưng mà DPS thì hơi hơi bị Sukarna, hơi bị hỏi chấm. Vậy là bạn ấy sẽ cầm hơi chậm trước support hả? Bởi vì kiếm ego có đồ, bạn ấy sẽ phải cầm cái set như thế này hả? Eo ơi. Với lại hơi chậm vision cũng thế, hơi chậm vision thì trấn cũng chưa có lên level 65, mới chỉ level 40, thậm chí là chưa được phải siêu ạ. Cũng hơi su đấy,
Tim vật lý vừa nãy cũng thấy su, tim băng cũng thấy su, đâu thế đối với tim lửa xem sao. Tim lửa thì AI tấn công một người 176 này, Trần cũng mới chỉ level 55, full set Aichan rồi, full gear rồi, khá là ngon. AI full gear, wow, bạn ấy có Vinfy tấn công 1266. Vinfy là một nhân vật rất là kén người roll, và bạn ấy có top boss Colony thiếu mít, nên là bạn đang lắp tạm Miss Oslock, vậy là 3/4 cũng được ha. Đối với lại khi đối đầu với lại boss Cosma hoặc là boss Tornatus, boss lượng tử đấy, thì Vinfy vẫn khá là ok. Nhưng mà bây giờ Cosma thì một đi không trở lại, à không, nó vẫn sẽ còn trở lại trong thời gian sắp tới thì nó sẽ trở lại ấy. Nhưng mà bây giờ thì bất lượng tử thì người ta sẽ cầm Susanna là nhiều, bóp tụt khó là nhiều. Tiếp theo thì là hơi trường Final Energy cũng full gear rồi. Ok nha, trước full gear, Final Energy full gear. Nếu như bạn ấy có Origin full gear nữa, vậy là bạn ấy đã có một team siêu hỗ trợ full cả ba nhân vật. Siêu hỗ trợ là một team mình thấy kiểu nó hơi bị xếp riêng ra so với team khác ấy. Mọi người thì hay mặc định là siêu hỗ trợ thì nó là team lửa, nhưng mình thấy nó cũng không đúng, bởi vì team lửa thì team cháy, lửa thì nó sẽ đi kèm theo với cháy, nhưng mà team siêu hỗ trợ làm gì có cháy. Xong rồi chiêu hỗ trợ nó còn gây ra cả sát thương lửa, cả sát thương địa, đúng không? Đó, cho nên mọi người đánh boss Kevin ấy là phải có hơi trợ ở Origin full gear hơi dập trước nữa. À, hơi trợ vào Final Energy. Cho nên mình hay nghĩ là chiêu hỗ trợ nó sẽ xếp ra theo thành một cái team riêng, nó không cùng với team lửa, điện, băng, vật lý gì đấy đâu. Đó, một cái team rất là đa dụng. Boss Xóa là chắc chắn là chiêu hỗ trợ đập bung bét luôn. Bót lửa nữa, anh được cả bót lửa luôn. Thậm chí là một số bót nó bị, thậm chí là một số con bót nó còn bị đi búp mà vẫn đập được luôn. Sợ thật đấy. Mình nhớ không nhầm lần trước là mình nhớ là có một cái clip là chúng ta còn dùng cái chiêu hỗ trợ đánh Cosma cơ mọi người ạ. Chiêu hỗ trợ số ảo đánh bót lượng tử. Trời ơi, khổ dâm vãi. Hơi chờ Final Fantasy S1 tấn công 1370. Cũng đất hư vô vĩ kiếp với lại phu xếp Murata Himiko. Cuối cùng thì sẽ là team điện này. Điện thì có Just full đồ rồi, Eden là tấn công 1184. In the Star the Wood War, cái gì vậy? Tham đoán cơ mà. Help me. Ok. Header của bà này nó còn sẽ là G4 đấy. Yo. Chắc cái bộ này nó cũng hơi bị kiểu con ghẻ nhỉ. Là BP hả mọi người, hay là BP hay là B chip ta? Ok, Eden thì là một Valkyra SP cho SP Renga đó. Fit công phu định tội, fit của bạn này đang có top ở full C Wang Yanji DP S1 23/25 mảnh. Ui, hai mảnh nữa là lên được S2 rồi. Chúc bạn sớm lên được S2 nhé. Trần lên vào 65 và bạn ấy what the, không có Zeno có một cái top không? Ôi dồi ôi. Vậy lấy cái gì để đi làm DPS đây? Giờ cái là kéo lại cũng có skin rất là đẹp. Đây là bộ skin sắc lam mê hoặc của Aponia, Fallen Rosemary này. Hơi trợ Origin tấn công 1355. Wow, vậy là bạn ấy đã có full chiêu hơi trợ rồi. Được nha, được cái là có full chiêu hơi trợ kéo lại. Hơi trợ Thunder S1 thôi á. S1 thì Thunder Narukami và bé này thì có thể cầm Tigenia và hơi trực trước full gear. À được. Ở không. Nhưng mà hơi trực Thunder thì S1 thôi. Ok, vậy thì sau này thì có thể nâng hơi trực Thunder lên S2, SS. À SS2 thì sẽ là một con kèo DPS cũng khá là ok. Bạn này có trước full gear, hơi trực Thunder thì cầm full Handler và Eden thì cầm Tigenia. DP thì có đồ đâu? Không có. Đấy, mọi người thấy không? Chỉ cần có con hơi trực trước thôi là mới sẽ gánh được team lửa với team điện rồi. Rất là ngon. Cho nên là newbie là nên roll hơi trực trước trước. Nhưng mà đấy là mình nói thế thôi. Còn các bạn có roll được ra hay không, hay là các bạn có roll được ra full game hay không, thì nó còn tùy thuộc vào nhân phẩm của mỗi người, xem mọi người tích đức như thế nào. Chứ tạo nghiệp nhiều quá như mình là thấy bà độ luôn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cây vàng, mấy cây rất vàng rồi.
Xét với Thánh. Hình như đến này ở đâu của 3 sao ấy. Tuần trước thì bạn ấy xếp hạng 15,95%. Ngự hồn này, Kazumi này, Wonder in Tower này cầm chiều hơi chơi 37.546 và đang ở vực đau khổ 3, 21.791 điểm. Đó, biết ngay mà bạn phải cầm hơi chơi trước làm DPS. Ôi trời ơi, được cái là tự nhiên lại sao lại có Lý Tú Thường 3S luôn, ghê thật. Lý Tú Thường 3S, đau khổ 3, 1.400 cúp. Vậy là không trụ được trên đỏ luôn á. Không, nick này á, nên thì có tim, tim địa, tim chiều hơi chơi, tim vật lý. Vậy là tim băng, tim lửa. Ở tim lửa được, tim lửa thì có AI rồi. DPS lửa thì có hơi chơi phân đấu phun kia. Vậy là tim lửa bạn này ổn mà. Tim điện cũng khá là ổn. Vậy là bạn này chỉ còn lùng cùng mỗi tim vật lý với lại tim băng thôi. Không, nick này chắc chắn là trụ được sen đỏ. Mình thề luôn là trụ được sen đỏ. Ok, và mọi người thấy nick của bạn là Mitterly như thế nào thì hãy comment xuống bên dưới để cho mình biết. Còn bây giờ thì mọi người nhớ nhấn like và chia sẻ video giúp mình, và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.